Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khumeko đây. Vâng, và sau cái quá trình hơn một tuần mình chưa đăng video và bây giờ mình thấy rất là nhớ đến các bạn à. Ok, thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series bắt cua trong GTA 5 để tưởng nhớ một tuần qua không đăng được video à. Vì mình bị cảm cúm, ok, và không nói nhiều nữa. Thì bây giờ mình sẽ bắt cua ấy, cái con xe mà như bữa trước mình đã nói. Đó chính xác là con xe te máy cày huyền thoại à các bạn. Đó, hôm nay các bạn thấy mình em nhân vật của mình mặc đồ sexy không? Đó, đồ này là đồ ngày quốc khánh bên Mỹ ấy các bạn. Đó, bữa thì mình không thể livestream được tại lúc đó mình ốm nhiều quá, nên hôm nay mình quay video đấy, review cho các bạn bộ đồ với lại bắt cua luôn ha. Vâng, và không nói nhiều nữa, và 3, 2, 1 go. Nào, chúng ta cùng đi với cày nào. What the fuck, mấy cày này đi chậm đấy nhờ, chậm vãi nồi ra luôn các bạn ạ. Ok, mới vô mình đã thấy cái khinh khí cầu này kìa. Đó, không biết là tí nữa bắt cua như thế nào, nhưng mà đã thấy 2-3 cái khinh khí cầu rồi đó. Có một cái ống hình cuộn tròn nữa kìa các bạn kìa. Ok, thì map này là map cực khó ha các bạn. Đó, bữa trước thì mình có quay video với lại hai đứa fan của mình, chính xác là thằng An với thằng Huy. Nhưng mỗi tội là lúc đó kiểu dạng tối rồi á, cái là mình phải đi tắm, cái là mình cho con em mình chơi, nên mình không thể nào mà up video lên được. Tại vì video đấy con em mình chơi rất là gà luôn. Ôi, bắt cái gì thế này? Ôi giời ơi, ăn chích bo nào. Ok, ngon lành luôn. Vâng, và chúng ta sẽ bắt cua nào. Thì cái video đấy rất là dài luôn các bạn ạ. Cái video mà mình quay dở dang rồi đi tắm, tại vì trời tối mà, lúc đấy ngứa ngay đó, cái là cho con em chơi. Chơi xong rồi là coi như là vô tắm, tắm đến 15 phút vô là thấy con em chơi gần tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa xong được cái map. Nên hôm nay mình sẽ thử xem coi cái map này nó khó đến đâu. Ok. Oh my god, mới vô đã thấy cái gì thế này. What the fuck, rất là khó à. Chướng ngại vật này là chướng ngại vật đi bằng máy cày. Nhưng mà đi kiểu dạng vừa tầm bằng cái lốp xe luôn. Oh my god, rất là khó luôn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng không để fail ha. Đây đi nào, ngon lành luôn. Ok, cái máy cày này nhược điểm của nó là nó đi rất là chậm, nhưng mà bắt cua thì cũng khá là khó đấy. Ok, ưu điểm thì vì nó đi chậm nên có vẻ là cái thời gian xong cái map này nó hơi lâu ha các bạn. Ok, không nói nhiều nữa. Thì hiện tại là một số bạn có hỏi mình tại sao anh không đăng video. Thì vừa nãy như đầu video mình có nói là mình bị cảm cúm, à, nên mình không đăng được video. Ok, hôm nay là cũng gần hết rồi. Mỗi tội là cái cổ của mình nó hơi bị kiểu dạng hơi bị rát cổ ấy đó, nên không thể nào mà nói nhiều cái từ như thế này được ha. Đó, nói nhiều thì nó sẽ bị rát cổ, mà rát thì có khi nó ho luôn á. Ok, và vẫn chưa fail, và chúng ta đến cái checkpoint thứ hai nào. Quá là ngon lành luôn. Mình thấy cái map này cũng đâu khó cho lắm đâu ta. Thế mà sao à, con em mình nó chơi, trời ơi, đúng là trời ơi luôn ấy. Nó chơi đến mức độ mà best trong cái game này luôn. Ok, best đấy nha, không phải là best. Best. Ok, mình tiếp tục bắt cua nào. Thì đây là chướng ngại vật là hàng rào gì đó. Ôi, từ từ. Đi từ từ thôi, không được té. Mất công. Ok, qua nào. Đó, ngon lành. Thì cái con máy cày này thì nhược điểm của nó nữa là đó là nó không thể rip bánh xe được. Đó, nó rip thì nó cứ đứng yên một chỗ thôi. Nó không kiểu dạng nó không trơn tru như được những cái xe khác ha. Đó, nhược điểm của nó là như vậy. Có thể là cái lốp đằng sau nó quá khổ nên nó không thể rip được. Theo mình nghĩ là như vậy, không biết đúng không. Ok. Thì, nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ cho mình một like để khích lệ mình làm thêm video tiếp theo nha. Ok. Vâng, từ nãy giờ chưa fail đâu, có vẻ lâu ngày không bắt cua, hôm nay bắt cua rất là trình độ luôn. Ôi giời, phải nói là một tuần qua là chưa bắt cua lần nào luôn á. Đó, bữa thì rủ mấy thằng fan nó vô bắt cua cái map này đây, nhưng mà hôm đấy là mình bận đi tắm rồi. Nên ôi, từ từ. Ok, may quá. Thì mình bận đi tắm á, cái là con em mình nó chơi như vừa nãy mình có nói rồi đó. Đó, chứ thực sự là map này mình chưa chơi.
mình chỉ cho con em thử thôi. Ai ngờ làm các bạn biết làm sao, ai ngờ là mình phải đi sửa lại cái tay cầm. Con em nó chơi không được cái nó ném luôn cái tay cầm đi luôn. Đắng lòng luôn á. Ok, không đùa nữa thì bây giờ mình bắt cua ha. Thì có vẻ đây là những cái chướng ngại vật nhìn cũng khá là bình thường thôi, không có gì gọi là khó khăn cả ha. Mỗi tội là mấy cày đi lâu quá à. Ôi giời, cái này là không qua được ạ. Thì các bạn có thể thấy là chướng ngại vật này thì nó làm thấp hơn những cái chướng ngại vật của những cái xe khác ha. Do cái máy cày thì những điểm của nó là chạy chậm mà với lại nó không thể nào đi những cái điểm G mà cao quá được ấy. Đấy nên người tạo map họ làm cái điểm G nó thấp thấp rồi thôi ha. Đó là cái cũng khá là hay về cái con máy cày này đó. Chứ không phải cái xe nào cũng bắt cua một loại địa hình được đâu ha. Phải khác địa hình chứ, đúng không? Tùy thuộc vào con xe chứ, đúng không các bạn? Ok, đi tiếp nào. Từ nãy giờ chưa thấy fail. Hôm nay mình rất là ghê gớm. Từ nãy giờ chưa fail luôn ấy. Thật là kinh khủng quá đi à. Ôi giời, vẫn chưa fail. Chưa fail là chưa fail thôi. Ok, đến lượt cái khúc gì là thế này. Wow, đi bằng hai lốp xe ha. Đi qua nào. Quá ngon luôn. Rồi, ok, đến lượt cái này nữa. Oh shit. Cái này thì bữa cái con xe mà cái gì nhỉ? Con xe cầu trước thì bữa trước mình đã bị fail rất là nhiều cái chỗ này luôn. Hôm nay mình phải rút kinh nghiệm, mình phải đi từ từ. Từ từ lại. No. Oh my god. Vãi mà chưa fail. Rồi fail luôn. Tưởng không fail chứ. Con xe này yếu quá à, đi không được. Ok, lại nào. Cuối cùng thì cũng đã fail ở cái chỗ đó. Lần này thì mình sẽ phải tập trung hơn. Nó khó mà. Mà có thể cái đường này nó lại dài nữa. Đó, nó không thể nào mà không tập trung chơi được ha. Ok. Đi nào. Yeah, qua được luôn, ngon lành luôn. Cứ thế mà qua thôi. Rất là đơn giản vậy thôi đó các bạn ơi. Ok thì các bạn trong một tuần vừa qua thì theo mình nghĩ là chắc channel của mình giảm sụp rất là nhiều. Sụp với nhá các bạn, sụp có nghĩa là subscribe ấy. Đấy là subscribe có nghĩa là đăng ký ấy. Ok thì mình sẽ cố gắng mình tiếp tục ra video như thường lệ à. Mỗi ngày một video. Ok thì ngày nào mà không ra được thì các bạn thông cảm là ngày đó mình quay tay mình bận đấy không ra được . Còn ngày nào mình rảnh là mình ra luôn đấy, trừ cái trường hợp tình trạng ốm nghén hay cái gì là mình không ra được thôi . Đó thì các bạn thông cảm cho mình đấy nhá. Ok đi nào. Cái khúc này nó vừa là chứng ngại vật nope. Đi bằng hai lốp xe rồi xong luôn. What the fuck? Giờ bơ lại cái coi nào. Hai lần cái chỗ này rồi đấy nhá. Không đùa được nữa đâu. Lần này mà fail một lần nữa là ôi, đập máy. Ok, nó hơi bị mạnh mồm nên các bạn thông cảm. Phải nói mạnh mồm vậy mới qua được. Ui giời ơi, nó ôm cua mà nó như kiểu là ngàn năm mới qua được một khúc ôm cua ấy. Đấy, rất là chậm chạp luôn. Không phải là nó dễ đúng không các bạn, đấy bạn có thể thấy mấy cây không phải điều khiển được nó dễ đó. Vì thế mình rất là khâm phục những bác nông dân mà lái máy cày luôn, nó rất là ghê. Đây mình lái trong game mình còn thấy khó nữa, ngoài đời chắc khó hơn nữa. Cục này đi theo một lần nữa quá à. Cố nào. Ok không sao. Thì phải rất là từ từ cái khúc này. What the fuck, 3 lần rồi. Vãi thật. Vãi lều cái khúc này thật. Ức chế này nha. Mình cảm thấy cái độ ức chế của map này đang dần dần hiện ra trước mắt chúng ta. Đó. Không biết các bạn thấy chưa chứ mình thấy là nó hơi ức chế cái khúc đấy đấy á. Ôm cua 90 độ vừa bằng cái máy cày này đó mà cái khúc đó nó lại khó nữa đấy. Máy cày ôm cua phải ôm cua kiểu dạng rất là chuyên nghiệp luôn đó. Đó đi qua mấy cái gờ này nào.
đó đó, ok tiếp tục cái chỗ này. Ồ đấy, bắt đầu cái chỗ này là nó sẽ khó hơn. Ôi cái gì vậy bạn, từ từ thôi bạn ơi, chết mình đấy, không đùa đâu, mình đang quay clip theo lần nữa là không được đâu. Ok là tuyệt vời rồi, chỗ này ốp cua bắt đầu khó đây, nó giống như chỗ kia thôi nhưng mà mình phải căn làm sao cho nó đúng nhịp đó, nó mới qua được chứ đâu phải đùa. Ok rồi, đúng là mấy cái này khó lắm à, đi bằng hai lốp xe mà có chướng ngại vật những cái lốp nữa, vãi trưởng ra luôn, vừa nãy té trơn ở chỗ này rồi giờ rút kinh nghiệm. Ok lên ok rồi, qua được rồi, tuyệt vời. Đến lần chướng ngại vật khinh khí cầu, cái khinh khí cầu này các bạn có thể thấy là rất là trơn, không thể nào mà chủ quan được cái khúc này ha, trơn lắm. Vừa nói nó trơn thật luôn kìa, mắc trơn luôn đấy, phải đi rất là từ từ như mình mới qua được, đi nhanh không được đâu. Ôm cua phải chuẩn xác nữa, nhưng mà ôm cua mà nó hơi bị nghiêng tí là cũng không ổn á. Ok và qua được checkpoint tiếp theo, và chúng ta đến cái gì đây, lên nào. Ôi giời, không lên được, what the fuck, không lên được các bạn ạ. Không lên được, ok là trở lại mấy cây yếu vãi. Ok đi nào, lên đúng rồi, ok lên được rồi, tuyệt vời. Wow, chướng ngại vật gì dị thế này, hình như là cái giống bữa trước thôi nhưng mà nó lại đặt theo cái hướng khác ha. Đó ok, cái này thì cũng vừa tầm bằng cái lốp xe luôn. Wow, chướng ngại vật bắt đầu nó có một cái gờ nhô nhô lên kìa, có thể cái đấy nó có thể làm mình trượt xuống đấy, rồi mình sẽ từ từ. Ok, cái này có vẻ hơi khó. Ok, ngon rồi. Qua đây nào. Đi. Trời ơi, fail nữa rồi. Cái này phải nói là một cái checkpoint mình phải fail ít nhất là một lần. Đó, không thể nào mà không fail được. Khó quá à. Khó man rợn luôn á. Wow, hỏi sao con em mình nó đập cái tay cầm là đúng rồi à. Mình còn đang rất là muốn đập cái tay cầm đây. Ok. Quả nào. Từ. Nguy hiểm lắm các bạn ơi. Đúng là máy cày huyền thoại. Ok. Qua lại chỗ này nào. Ui giời ơi. Rồi, tuyệt vời rồi. Ok, còn rất là xa nữa mới đến cái checkpoint các bạn ạ. Ok, lại tiếp tục mấy cái khúc ôm cua này. Công nhận cái map này phải nói là ôm cua cái dụng 90 độ bằng cái thùng container này rất là nhiều ha. Ui giời. Đi nào. Ok, ngon lành. Và mình cảm ơn An và Huy trong cái quá trình chơi với con em của mình thì mình thấy hai bạn ấy chơi rất là ghê, cũng phải nói là rất là ghê luôn. Thì thấy hai bạn ấy chơi bắc cua cũng khá là ghê, có dịp mình sẽ thử làm video với hai bạn ấy xem coi ha. Đó, ok đi nào. Ui. Yeah, chướng ngại vật động à, qua được luôn, không có gì là phải xoắn cả. Ok, chờ một lát để cái này nó qua rồi mình sẽ qua lại. Ok đi nào, đi thôi. Ok, ngon lành rồi. Yeah, quá là tuyệt vời. Mình sẽ ăn được chiếc boy đâu. Ôi giời, ông cua chỗ này không được. What the fuck, cái lề gì đang diễn ra vậy? Ông cua coi nào. Ok là ngon rồi. Vâng, và chúng ta đã đến cái gì rồi mình cũng không biết nữa, cứ ăn cái chiếc boy tiếp theo rồi không biết được. Chứ bây giờ là không biết thật đấy. Ok rồi, lại tiếp tục là cái chướng ngại vật là đi bằng vừa tầm cái lốp xe, hay nói cái khác là vừa tầm cái bánh xe của cái máy cày này đấy.
rất là vừa ha, vừa bằng luôn ấy. Đấy, nó phải vừa tầm, nó phải nói là vừa bằng luôn, chuẩn xác luôn. Oh my god, ôm cua cái này là what, sao lại té này? Ok, thì mình tính nó là cái, mình nghĩ cái chướng ngại vật này này nó còn nhỏ hơn cái thùng container này các bạn ạ. Không biết là nó đúng không nữa, nhưng mà mình cảm giác nó nhỏ hơn, hay là do nó tàn hình, hay là nó làm sao đó, mình cảm giác nó rất là nhỏ, nhỏ bé vãi chưởng nó luôn. Nhưng mà qua được rồi. Còn một khúc ông cua nữa. Wow, trên cái đấy lại có cái chướng ngại vật, cái xe nữa, nó tạo một cái điểm G cho chúng ta. Vãi gì? G ơi là G. Ok, đợi đi. Đi. Ok, qua được luôn. Tuyệt vời. Đi. Oh my god, rất là nhiều cây cối. Toàn là cây hoa cỏ lạ không à. Ui, nó trồng lên nó thành một cái đường cho chúng ta đi chứ. Hay ghê ha. Oh my god, đến lượt cái này nữa rồi. Những cái điểm G khốn nạn này. Đi nó cứ kiểu bập bình ấy. Oh. Thì các bạn nhớ like video này, khích lệ mình làm thêm video tiếp theo à các bạn. Ôi, từ từ. Ok, và nhớ like nha, chia sẻ và đăng ký giúp mình ha. Đó, cả tuần vừa qua không làm video rồi, bây giờ mình làm video. Phải nói là kiểu dạng như là một tuần không làm video rồi, bây giờ làm video nó kiểu ngượng ngượng kiểu gì á. Không biết là những YouTuber khác như thế nào, nhưng mình cảm thấy kiểu lâu lắm rồi không làm video cho nó rất là ngượng. Đó, nó kiểu dạng như là mới làm YouTuber lần đầu ấy. Đấy, kiểu dạng các bạn mới quay video lần đầu ấy đó, nó y chang cái tình trạng vậy luôn à. Vì thế mình bình luận không hay để các bạn thông cảm nha. Ôi, oh, yeah, tuyệt vời. Gần tới cái checkpoint rồi, cố lên. Chúng ta còn vài chướng ngại vật nữa thôi. Phải cố gắng lên. Cố lên. Ok. What, xa thế? Biết chỗ kia luôn kìa các bạn kìa. Xa vãi nồi. Xa thật đấy. Ôi giời ơi. Hình như là phải quay lại nữa. Ăn checkpoint rồi phải quay lại nữa hay sao ạ? Cảm giác nó có cái điều gì đó nó không ổn. Ok, đi nào. Oh my god, cái này nữa à. Ôi, chỗ đấy đi thật là gập ghềnh. Và đi được. Ăn checkpoint, ok, tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta phải quay ngược lại. Oh my god, phải quay ngược lại nữa các bạn ạ. Thể đùa được với cái map này. Nó bắt mình phải đi tới đây rồi, bây giờ mình phải đi ngược lại nữa. Cảm giác nó thốn thốn. Nó thốn tới tận rốn luôn các bạn ạ. Ok, tiếp tục là lên cái ống cống này, ống gì đây. Cái ống của bạn. Ok, phải ngon lành rồi. Wow, hôm nay lâu ngày không bắt cua, cảm thấy bắt cua lại rất là sướng tay. Đã vãi. Không phèo luôn chứ, ghê thật. Nói không phèo chứ từ nãy giờ phèo cũng phải gần 10 lần chứ ít gì đúng không các bạn. Nó mặc dù mình rất là cố gắng rồi đấy. Đó, thì các bạn nào muốn chơi bắt cua với mình thì cứ việc comment cái tên BSM của các bạn ở dưới ha. Đó, ở cái tập mà mình quay bị fail á, do vừa nãy ở đầu video mình có nói á, thì lúc đó mình có quay nhưng mà thấy muộn rồi, người ngợm là thấy ngứa ngáy lắm rồi nên đi tắm, cái nhờ con em nó chơi hộ đó, nên không thể nào mà cho hai cái bạn là An với lại bạn Huy lên TV được ha. Thế em thông cảm nha. Ơ, đừng có fail rồi, xong fail luôn à. Ồ, vãi. Các bạn hiểu rồi đấy. Làm mình ốm ấy. Ốm thì đâu có kiểu dạng là tắm kỳ cọ sạch sẽ được đấy. Kiểu dạng đấy, một tuần nay là lau không ấy. Cái là hôm qua hay hôm kia gì đó là có quay video. Nhưng mà ngứa quá, thôi đi tắm luôn. Đỡ ngứa. Đấy. Chứ ngứa quá mà bắt cua sao mà bắt, đúng không? Có mà bắt bướm. Ngứa phải bắt bướm. Đấy, xoa vào người cho hết ngứa. Cái phấn của con bướm nó làm cho chúng ta nó hết ngứa các bạn ạ. Đó, cái phấn ấy, phấn bướm. Phấn của con bướm ấy ha. Ok rồi, bây giờ chúng ta phải lên. Đây. Cái điểm G này. Mình rất là ghét cái điểm G mà có cái G đấy.
Mặc dù cái chướng ngại vật đấy nó là điểm G thật, mình đặt cho nó là điểm G đấy, nhưng mà rất là ghét cái đấy luôn. Nó kiểu dạng nó đi nó bấp bênh, khó chịu lắm. Ok, rồi lại đến cái khúc tử thần vừa nãy rồi. Lần này mình có đi chầu Diêm Vương hay là mình sẽ qua được đây? Ok, vẫn là ẩn số à. Oh my god, kẹt rồi ạ. Ok rồi, được rồi. Ôi, 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 ôi. No, no, no. No, khó vãi. Khó vãi. Kiểu dạng nó bị chạm cái đầu xe vô cái đèn điện ở chỗ đó, cái đèn á các bạn. Ôi, 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 từ từ. Hai lần theo chỗ này rồi, rất là khó. Đi lên thì dễ nhưng mà đi về thì khó. Đúng thật. Ngoài đời thì mình nghĩ là đi thì lâu, giống như kiểu các bạn đi du lịch chẳng hạn đấy. Kiểu dạng như là các bạn đi du lịch thì lúc mà đi thì các bạn cảm giác rất là lâu, nhưng mà lúc là về ngủ khò cái tới nơi thì cái này nó cũng giống như vậy. Ơ nó khác như vậy chứ. Cái này đi thì dễ nhưng mà về thì lại khó. Đấy, nó ngược đời vậy đấy. Ok, nó rất là ngược à. Đây gọi là một cái sự logic rất là chuẩn xác của cái game này. Phải nói là 100% fake. Ok, đi nào. Rồi, tiếp tục là cái chỗ khó khăn này đây. Khó vãi. Đây, vừa nãy mình bị kẹt cái đèn điện này này. Đó, các bạn thấy cái đèn điện không? Đó, nên bị fail. Bây giờ cố gắng không được kẹt cái đèn điện này nữa. Sao vậy? Hình như lại vướng cái lốp sau và cái đèn điện này không đi lên được. Chỉ đi lúc được thôi. Ok, rồi. Đơn. Ok, đơn rồi. Ôi, ôi lại bị kẹt cái chỗ đấy nữa rồi. Ok. What the fuck? Fuck you. Fuck cái thằng tạo mát. Gần tới đích rồi. Gần tới cái chiếc voi rồi. Mà fail 3 lần luôn rồi. 3 lần cái chỗ đấy rồi. Không thể tin được. 3 lần rồi. Vãi. 3 lần rồi đây. Không thể nào tin được. Ơ chê vơ lờ ra rồi. Cái này là không nói là không được. Phải nói. Mà phải nói thì nó mới qua được. Đó. Nó phải như vậy ha. Ok. Đi nào. Cứ phải bắt mình nói cái giọng này nó mới đi, cho mình qua. Khổ lắm cơ các bạn ơi. Rồi ok đi nào. Tới đấy mình đảm bảo theo một lần nữa thôi. Mình ra ngoài mình tự xét ngay. Thật luôn đấy. Mình tự xét là tự xét thật đấy. Không tin thì tin nữa nếu mà fail. Nếu mà cái trường hợp fail là mình ra ngoài mình tự xét ngay. Ok đi nào. Mày cày nó vừa đi chậm mà cái map này lại map cũng gọi là siêu khó nữa. Nhưng mà vẫn chưa phải Sasuke ha các bạn. Mình vẫn cho nó vào cái vụ là siêu khó thôi. Khi nào mình kiếm được map Sasuke thì các bạn sẽ biết. Ồ, rồi ok, lần này qua được không? Ok, lần này mình phải tính toán cho nó thật chuẩn xác. Đấy, vừa cái đèn điện vừa nãy, từ nãy giờ luôn đấy, không phải vừa nãy nữa. Ok, là hết fail chỗ đấy rồi. Ok, đi lên đây nào. Tính toán. Lại về chỗ cũ rồi. What the fuck. Ơi, chỗ này sao khó vậy. Oh my god. Cho qua đi mà. Cho qua đi mà. Mình giờ cái giọng này cho bạn rồi, bạn cho qua đi nhá. Ok rồi. Vãi. Chơi game này mà yếu tim. Có ngày mình yếu tim mình chết luôn. Thật sự cái pha đấy phải nói rất là hên. Không hiểu tại sao nó lại ngo lên lại được ấy. Ôi giời ơi, còn cái kia nữa. Oh my god. Còn cái này nữa. Oh my fuck. À, còn cái này nữa các bạn ạ. Ok, còn cái này nữa. Ok. Oh shit. Sao mà nó khó khăn thế? Ok.
từ từ thôi. Mẹ, ngon lành rồi. Khó khăn vãi nồi. Cảm giác rất là tha thu. Ok, còn một cái ông cua nữa là tới Chick Boy. Cố lên nào. Mình sẽ làm được mà. Ok, khúc này cũng phải cẩn thận. Oh shit. Oh my god. Cảm giác muốn té tới nơi rồi. Không thể nào tin được. Ok, yeah, đi được rồi. Và mình đã ăn được cái Chick Boy tiếp theo rồi các bạn ạ. Tuyệt vời. Và tiếp tục là đi lên đây. Và hình như là chúng ta đã gần bắt cua xong rồi thì phải. Không biết là đúng không, thấy xuống đây là nghi nghi. Ok rồi, giờ lên cái này. Oh my god, cái này cái kia nó bị khóa rồi. Mở ra được không? Ủa? What? Ủa đi đâu đây? Hình như đi lộn rồi thì phải. Lộn rồi các bạn ạ. Lộn hướng rồi. Ôi giời, mấy cầy lộn nước ghê vậy ta. Đi chỗ nào nhỉ? Mình nghĩ đi chỗ này này. Vãi, mình cứ tưởng đi lên cái kia. Đâu nhỉ? Chắc đi đường này. Đây rồi, thấy Chick Boy rồi. Để nét lên nào. Let it go. Yeah. Oh, máy cày vậy cũng lên dốc được đấy. Cái đó phải đùa với cái máy cày được đấy. Chúng ta phải gọi là không thể đùa với máy cày được ha. Đó, và tới đích luôn rồi. Ok, tuyệt vời, tới đích rồi. Woo. Yeah. Wow, một cảnh quan rất là đẹp khi chúng ta tới đích. Wow, thời gian của mình là 26 phút luôn. What the fuck cái máy cày này. Hỏi sao con em chơi gần tiếng, gần một tiếng đồng hồ ấy. Hình như lúc đấy mình xem nó chơi là gần 50 phút rồi. Đó. Mình chơi ở đây nửa thời gian của nó thôi là thắng rồi. Khi là nó chơi là mới tới cái khúc vừa nãy mà mình thấy khó ấy, ha. Vâng, và có thể mình sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi ha. Thì nếu các bạn thích cái video bắt cua bằng con xe máy cày này của mình, nhớ cho mình một like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký ạ. Đừng quên comment đóng góp ý tưởng của các bạn dưới video này giúp mình ha. Và ok, là bye bye tất cả các bạn và hẹn các bạn vào clip tiếp theo của mình. Bye bye.